Vừa nghe vừa sợ, hồn ma bên bến đò, phần 2, đòi mạng, tập cuối cùng. Ở tập trước thì chúng ta biết rằng thật sự mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lão già thích bạo dâm Lý Phùng vẫn tha hồ làm điều ác. Và cô út, chính là con rơi của lão, lại bị lão hãm hiếp và vu tội chửa hoàng, chết cay chết đắng ngoài bến đò. Vậy kết thúc câu chuyện này như thế nào? Vị pháp sư nào xuất hiện mới có thể hóa giải được tất cả mọi oan nghiệt? Mình xin phép được bật mí. Ở cuối video này có một phần ngoại truyện đấu pháp cực kỳ là mãn nhãn. Xin mời anh em đón xem. Chương 5. Lão thầy pháp đang lập đàn làm lễ bên ngoài thì giật mình nhảy lùi về sau vài bước, tay phải lăm lăm thanh kiếm gỗ, tay trái cầm một quả chuông đồng thủ thế. Theo sau tiếng rầm của cánh cửa buồng bị lão Lý đá rơi ra khỏi khung cửa là một luồng gió lạnh từ trong buồng thổi ra, kèm theo đó là một tràng cười ma mị khiến cho người nghe phải sởn gai ốc. Tiếng cười này chính là tiếng cười của Lý Phùng vẫn hay cười thường ngày khi mà lão ta đắc ý cái việc gì đó. Nhưng mà hôm nay lão ta lại cười một cách quỷ dị. Theo sau cái tràng cười của lão ta, người ta thấy lão từ trong buồng bước ra với đôi mắt đỏ ngầu, dáng đi lả lướt giống như là con gái. Gã thầy pháp vừa nhìn thấy Lý Phùng bước ra đã dùng chuông đồng múa kiếm, miệng đọc thần chú lâm dâm. Nhìn cái cách lão ta múa mày khiến cho những người có mặt lúc đó đỏ mặt, mặc dù hoảng loạn khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lý Phùng, nhưng mà lại không thể nào nhịn được cười khi nhìn lão ta bước đi một cách uyển chuyển với thân hình già nua, to béo, đồ sộ của mình. Lại thêm những cái động tác múa kiếm dùng chuông của gã thầy pháp càng làm cho họ cười nhiều hơn là sợ. Bà cả vợ lão Lý thấy chồng mình bước ra với đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt thì tái nhợt nhạt, mới lo lắng chạy lại nắm lấy tay chồng. Trời ơi, ông bị làm sao thế này? Mới có một đêm mà sao lại tái nhợt thế này? Ông ơi, ông có bị làm sao không đó? Lý Phùng vung tay đẩy mạnh một cái, bà cả liền ngã lăn ra đất, đầu đập vào cạnh bàn bất tỉnh. Thấy vậy thì đám người hầu vội xốc bà đưa vào trong buồng. Sau khi vung tay đẩy bà cả, lão ta không thèm nhìn lấy một cái, cũng chẳng nói một lời nào. Hai mắt lão lúc này đỏ ngầu như máu. Lão ta trừng mắt nghiến răng nhìn gã thầy pháp vẫn đang dùng chuông múa kiếm trước bản lễ. Tiếng thanh kiếm gỗ chém gió vút vút hòa vào cùng với tiếng kêu leng keng phát ra từ quả chuông trên tay của gã thầy pháp. Tiếng chuông càng lúc càng nhanh theo tiếng đọc chú của hắn ta. Ngô Phụng Thiên Pháp hạ trợ Ngô Thân, tá ngộ giữ nữ già nữ bất chính quỷ hòa thần, cấp cấp như luật lệnh. Gã thầy pháp vừa đọc xong câu chú còn chưa kịp phung kiếm ném bùa thì đã bị Lý Phùng hất tung cái bàn lễ đè lên người. Tuy vậy nhưng anh ta vẫn tỏ ra vẻ ra oai để cho những người xung quanh đó thấy tài phép của mình. Mà quỷ vương nào mau mau hiện hình! Dứt lời thì anh ta ném 5 lá bùa về phía Lý Phùng đang từ từ tiến lại. Nhưng mà tiếc thay cho hắn, 5 lá bùa vừa tung ra khỏi tay liền bị một luồng gió lạnh bất ngờ thổi bay mất. Gã thầy pháp mê loay hoay ngồi dậy, nhưng mà nào đã kịp cho hắn đẩy cái bàn ra khỏi người. Lý Phùng lúc bấy giờ đã đứng hẳn lên trên cái bàn, đang đè lên người gã thầy pháp. Lão ta mới từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của gã thầy pháp, tay còn lại ghi chặt hai tay hắn ta. Lúc này thì những người đang vây kín xung quanh để hóng hớt đều đã im bặt. Vài người hoảng sợ đã kéo nhau chạy về nhà. Gã thầy pháp dường như lực bất tòng tâm, khi mà trên người hắn bây giờ không còn chỉ mỗi cái bàn, mà còn có hẳn một lão già sở hữu thân hình cường tráng đè lên người. Không những thế thì hai tay còn bị Lý Phùng giữ chặt, không thể nào kết ấn hay làm cái gì được. Hắn ta cứ nằm như vậy mà cố gắng vùng vẫy nhằm cố thoát ra. Còn ngoan cố à? Để tao xem một cái tên thầy dởm như mày thì làm thế nào để bắt được tao. Câu nói thoát ra từ miệng của lão già Lý Phùng khiến cho gã thầy pháp khá hoảng sợ. Bởi lẽ cái giọng nói đó mang âm sắc của một người phụ nữ. Giọng nói này không hề giống với một người bình thường, một lão già hơn 50 tuổi mà lại nói giọng phụ nữ. Hơn nữa nó cứ vang vọng như từ một nơi nào đó vọng về, làm cho những người đứng xung quanh phải sờn cả gai ốc khi nghe lão ta nói.
Về phần của gã thầy Pháp thì trên mặt bắt đầu vã ra mồ hôi. Hắn ta biết chắc chắn bản thân sẽ không có kết cục tốt lành. Khi mà bản thân hắn là một thầy Pháp xưng danh hàng yêu trừ ma, mà bây giờ lại đang bị chính con ma mình được mời đến để mà thu phục, kìm hãm lại. Mặc dù biết là như vậy, nhưng mà hắn ta vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái bàn tay đang bóp chặt vào hai tay mình. Hắn ta càng cố gắng vùng vẫy thì lão Lý lại càng bóp chặt hơn. Ngoài trời lúc này gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen kéo đến mù mịt. Những cái luồng gió lạnh liên tiếp ùa vào nhà. Những cơn gió lạnh đến nỗi những người hiếu kỳ đang vây quanh để xem cũng phải bỏ về hết hơn phần nửa vì quá là lạnh. Nhưng mà lạ thay là khi họ ra khỏi cổng nhà lão Lý thì lại bình thường, không hề thấy lạnh chút nào nữa. Khắp căn nhà lúc này bao trùm một cái luồng khí lạnh đến thấu xương. Gã thầy Pháp biết là có điều không ổn rồi mới liền hét lớn: "Tất cả mau chạy ra ngoài, nhanh!" Hắn ta chỉ kịp nói đến đây thì hét lên một tiếng "á" và rồi im bặt. Khi mà mọi người vừa chạy ra ngoài, nghe hắn ta hét như vậy thì đứng lại nhìn vào. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Trước mặt họ là một cảnh tượng hết sức ghê rợn. Lý Phùng một tay bóp cổ gã thầy Pháp, nhấc bổng lên không trung. Tay còn lại thì móc hai tròng mắt hắn ta ra, đưa lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, Lý Phùng nở một nụ cười quái dị, quay mặt lại mới nhìn mọi người: "Chúng mày có muốn thử không? Ngon lắm đó. Rồi cũng sẽ đến lên lượt chúng mày thôi. Tao sẽ xé xác, móc mắt mòi tìm từng đứa một. Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Rồi đến lượt thằng giá hách dịch Lý Phùng. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là đau khổ. Để cái đám ngu đần chúng mày phải trả giá cho những gì đã làm với mẹ con tao." Chân tay những người đó lập tức bùn rùn, con người vì sợ quá mà đứng không có vững nữa. Lão Lý Phùng buông xác của gã thầy Pháp đã bị móc hai mắt xuống đất, sau đó dùng chân của mình đè lên ngay phần đầu của hắn ta. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía của lão, mang theo cái sự sợ hãi tột cùng. Bằng một sức lực không tưởng, lão Lý Phùng dẫm thật mạnh xuống. Một cái cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt những người đứng đó. Cái đầu của gã thầy Pháp bị dẫm cho đến nát bét, máu bắn ra khắp mọi nơi. Có nhiều người đứng gần đó bị máu bắn vào người nên ngất tại chỗ. Mùi tanh của máu xộc lên mũi, cộng thêm cảnh tượng kinh hoàng kia khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ thật sự. Họ đều tìm cách để bỏ chạy khỏi nhà. Người đi không nổi thì ráng lết hoặc là bỏ đi. "Bọn mày chạy đi đâu?" Tiếng của một người đàn bà the thé lạnh lẽo cất lên. Ngay lập tức cánh cổng nhà Lý Phùng đóng chặt lại. Luồng khí lạnh lẽo càng lúc càng mạnh, khiến cho mọi người phải rùng mình. Có người mới đánh bạo treo qua tường, nào ngờ bị một bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh nắm kéo lại, ngã lăn xuống đất. Lúc bị ném xuống, họ mới nghe thấy tiếng cười của một đứa con nít vang lên khanh khách: "Út, con Út Lan, nó hiện về kìa. Trời ơi quỷ, Út Lan nó hóa quỷ mất rồi." Nhiều tiếng kêu cứu vang lên từ trong nhà của lão Lý Phùng. Trước mặt tất cả mọi người, lão Lý Phùng lại mang bộ mặt đầy máu của Út Lan. Mái tóc thì lởm chởm, còn trên người thì phát ra mùi hôi tanh, đầy mùi cá tanh. Đó giống hệt bộ dạng của cô trước lúc bị hại chết. Nhưng mà cái điều đáng sợ, ở bụng không còn là cái thai nữa mà đã bị khoét ra, lòi cả ruột gan phèo phổi ra ngoài mất rồi. Một cái trận buồn nôn dâng lên, khiến cho đám dân làng nôn thấp nôn tháo. Có vài người còn tỉnh táo thì quỳ xuống chắp tay lạy lục xin tha. Họ giống như những con cá sắp bị giết thịt, cầu xin được khoan hồng. Nhưng mà nghiệp báo thì phải trả, có trách thì trách họ tạo nghiệp quá nặng rồi. Út Lan mới nhè cái hàm răng nanh của mình ra, cười đầy man dợ, hai bàn tay xoa xoa cái bụng của mình. Mặc cho đám dân làng cầu xin tha thiết, cô dùng hai tay vạch cái vết khoét trên bụng mình ra.
Một đứa bé nhỏ tí xíu như bào thai, tứ chi đầy đủ nhưng mà nhìn rất là dị dạng, đang ngồi bên trong đó nhè răng cười đầy man sợ với những con người đang sợ hãi. Út Lan mới cúi xuống khe khẽ hỏi đứa nhỏ ấy một câu khiến cho người khác lạnh cả sống lưng. Con muốn ăn đứa nào tiếp theo? Chương 6. Đứa nhỏ trong bụng của Út Lan đưa mắt nhìn quanh, nhắm đến từng người phía trước mà nhè nanh ra. Đám người đó sợ đến tái xanh cả mặt mũi, kêu gào cầu cứu. Nhưng mà khi tiếng kêu của họ còn chưa lọt ra ngoài cổng, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho mọi ánh mắt sợ hãi đổ dồn về nơi kinh hoàng kia thêm một lần nữa. Đứa nhỏ trên bụng còn dính dây rốn bò dọc xuống chân của Út Lan, rồi bò đến chỗ một người đàn bà đang nằm sõng xoài dưới mặt đất. Bà ta tuy sợ hãi không cử động hay phản kháng lại được, nhưng mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhìn rõ. Nhìn đứa nhỏ bé bằng nắm tay, trên người dính toàn tơ máu, miệng thì nhe nanh đầy kỳ dị, khiến như hơi thở của người đàn bà lại càng ngưng trệ. Bà ta mới hướng đôi mắt về phía những người kia mong được cứu giúp, nhưng mà đổi lại họ sợ đến mất hồn, không dám làm gì nữa cả. Bàn tay bé nhỏ của đứa bé túm lấy cổ chân của người đàn bà, bật cười khanh khách quái dị vô cùng. Trán người đàn bà kia đổ một tầng mồ hôi lạnh lẽo, hai chân cố gắng dãy giụa mong thoát thần, nhưng mà càng dãy thì bàn tay đứa nhỏ lại càng siết chặt, truyền đến một cơn đau đớn khó tả. Cổ họng người đàn bà tựa như có thứ gì đó chặn lại, chỉ phát ra được những tiếng kêu u ớ đầy yếu ớt. Út Lan mới cười lên một tiếng lạnh lẽo, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào đám người kia. Bàn tay đứa nhỏ đang nắm lấy chân người đàn bà kia bắt đầu lôi đi sành sạch. Thật đầu thì bà ta nghĩ ắt hẳn là với cái sắc vóc nhỏ bé kia làm sao mà lôi cho nổi. Nào ngờ giống như đứa nhỏ có sức mạnh gì đó vậy, kéo bà ta đi thật nhanh về phía Út Lan. Nỗi sợ dâng lên ngày một cao, người đàn bà kia lấy hết sức, cuối cùng mới hét lên cầu cứu. Cứu tôi với. Đôi tay bà ta trong vô vọng cô cào lấy chân một người gần đó nắm chặt. Nhưng người đó thì có lẽ cũng vì quá sợ hãi nên lập tức dùng chân còn lại dẫm lên tay, bắt bà ta phải bỏ ra. Sự tuyệt vọng ngày càng lớn hơn khi tất cả mọi người đều đứng trơ mắt ra, nhìn bà ta đang dần bị đứa bé quỷ kéo lại gần Út Lan hơn nữa. Những cái tiếng cười lạnh lẽo về từ cõi âm ti cứ như vậy mà vang lên không ngớt bên tai bà, như là tiếng chào mừng đến với địa ngục. Tha cho tôi Út Lan, làm ơn tha cho tôi mà. Biết chẳng thể nào trông cậy vào những con người hèn nhát kia, người đàn bà ấy liền quay sang vái lại Út Lan. Nhưng đáp lại bà ta chỉ là ánh mắt đầy oán giận. Và không một chút do dự, Út Lan bổ nhào đến, cắn xé thịt bà ta không hề thương tiếc. Ngay cả đứa nhỏ kia cũng bổ nhào vào và ngấu nghiến những miếng thịt đầy máu tanh của người đàn bà đáng thương đó. Âm thanh đau đớn của người đàn bà cứ vọng từ phía trong nhà Lý Phùng ra, siết chặt lấy lòng người trong nỗi sợ hãi bất tận. Những người gần đó giống như là chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng kia. Hai má con Út Lan cắn xé không thương tiếc, mặc cho người đàn bà kia đã gục ở dưới đất. Răng và xung quanh miệng của họ toàn máu và thịt dính lại, nhìn kinh tởm vô cùng. Trời ơi, cái gì thế này? Bà cả đã tỉnh lại từ lúc nào, vì lo lắng cho chồng nên đi ra nhìn xem có chuyện gì. Nào ngờ đập vào mắt của bà là hình ảnh Út Lan cùng với đứa con đang ăn thịt một người đàn bà. Vì quá sợ nên bà mới kêu lên, đánh động lên hai má con quỷ kia. Út Lan đưa mắt nhìn bà ta, nhe hàm răng đã dính đầy máu tươi. Vừa mới ăn xong một kẻ, đã có một kẻ khác dẫn mạng đến cho cô. Buông người đàn bà kia ra, cô nhào đến phía của bà. Vốn dĩ người cô hận nhất là lão Lý Phùng, nên khi nhìn thấy vợ lão khiến cho cô lại càng điên hơn. Nhưng mà không ngờ được rằng cô chỉ vừa lao đến gần bà ta thì đã bị thứ ánh sáng gì đó cản lại, thậm chí là còn bị nó quật ngã xuống đất, khiến cho đứa con của cô đau quá mà thét lên ai oán.
Ngẫm nghĩ một hồi, Út Lan thầm đoán được rằng người đàn bà này ắt hẳn là có phúc tinh soi chiếu, mới khiến mẹ con cô dù đã kết oán thêm sức mạnh như vậy, không kẻ nào địch nổi mà vẫn bị đả thương như thế. Nhìn thấy linh hồn đứa con của mình bị thứ ánh sáng kia làm cho suy kiệt, cô liền tìm cách trốn khỏi nơi đây. Ôm lấy lòng phẫn uất tột cùng, trước lúc bỏ chạy, Út Lan quay đầu nói với bà vợ của lão Lý Phùng: "Có phúc tinh soi chiếu, ắt hẳn là kẻ có lòng lành. Khuyên bỏ kẻ độc ác kia rồi rời khỏi nơi đây để tránh đi cái họa sát thần." Nói xong thì cô cùng đứa con liền rời khỏi thân xác của lão Lý Phùng, trả nó về nguyên trạng là một lão già nhà giàu béo tròn. Cả thân hình lão ta đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, ngủ say không biết gì nữa cả. Đồng thời lúc này, cánh cổng nhà lão ta mới mở toang ra. Những kẻ lúc nãy hãy còn sợ đến đứng không nổi đã lập tức tỉnh táo, ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhanh nhất có thể. Vừa chạy họ còn không quên kêu gào cầu cứu, khiến cho cả xóm làng loạn hết cả lên. "Quỷ! Út Lan nó hóa quỷ rồi bà con ơi! Cứu với, quỷ đến rồi!" Trong một cái buổi chiều, đầu trên xóm dưới đều bị một màu không khí u ám bao quanh, lạnh lẽo giống như cõi chết vậy. Dân trong làng đều biết rõ rằng quả báo đang tiến đến rất gần với họ. Út Lan, cô ta đang về đòi mạng rồi. Làng xóm mấy ngày nay thì cứ xôn xao hết cả lên. Mùa màng thì thất bát, sông ngòi thì nước đen kịt, kìa cá chết nổi lênh phênh trên mặt nước. Thậm chí là ngày nào cũng có người phát hiện trâu bò bị cắn chết vứt ở ven vệ đường. Mấy người trong làng mới kháo nhau rằng đây là quả báo mà Út Lan giáng xuống cho những kẻ đã hại cô. Bởi vậy mà người trong làng càng trở nên sợ hãi và lo lắng nhiều hơn. Lại nói về nhà của lão Lý Phùng, lúc nào cũng cửa đóng then cài, chẳng thấy mở cửa. Chỉ có dăm bữa nửa tháng lại nhìn thấy có một lão thầy pháp được mời về để trấn yểm. Nhưng mà 10 người như một, họ đều bước vào cửa đã chạy ra khỏi nhà. Có người tốt bụng thì nói lại với người nhà lão rằng: "Có trách thì trách ông nhà tạo nghiệp quá nặng. Con quỷ ấy nó oán hận ông ta ghê lắm đó. Lúc tôi bước vào nhà thì nó với con nó đã đu trên nóc nhà cảnh cáo đuổi đi rồi." Mọi hy vọng của bà vợ lão Lý Phùng cứ như vậy đã bị dập tắt hoàn toàn. Còn lão thì cứ như kẻ điên vậy, cả ngày không làm loạn gào thét thì lại ngồi quay vào tường lẩm bẩm những cái thứ kỳ quặc. Có nhiều kẻ đầy tớ sợ quá nên xin nghỉ gần hết, trong nhà chỉ còn lác đác vài người lại càng hiu quạnh hơn nữa. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nhà lão Lý Phùng lại càng lạnh lẽo và rùng rợn hơn. Ở trên nóc nhà lão lại vang lên tiếng mẹ ru con, khiến cho những người ở lại trong nhà đành phải đóng cửa cài then thật là chặt. Họ sợ nhỡ đâu mà bước ra ngoài, có khi Út Lan sẽ lấy mạng của họ thì có phải là oan hay không. Trong cái đêm tối tịch mịch, tiếng ru con của Út Lan cứ vang vọng không dứt, như lời nhắc nhở với những kẻ xung quanh rằng cô vẫn còn đang ở cạnh họ để mà trực chờ lấy mạng. Thi thoảng thì những người làm trong nhà thấy bóng ma của cô đi lướt qua, trên tay bồng một đứa nhỏ, toàn thân thì nước chảy róc rách. Cũng có đôi khi cô đứng ở bên cửa sổ buồng của Lý Phùng, dùng cái giọng đầy âm khí của mình mà nói: "Cha mạng cho tao, Lý Phùng, cha mạng lại đây." Cứ như vậy mấy đêm liền, khiến không một ai trong nhà ngủ nổi. Họ sống trong cái nỗi sợ vô hình, không biết rồi khi nào đến lượt họ mất mạng. Bởi vậy mà những người trong nhà ăn không xong mà ngủ cũng không yên, nên ngày càng gầy rộc cả đi. Con người còn như phát điên theo lão Lý Phùng. Nhưng tội nhất phải kể đến bà vợ của lão ta. Bao đêm dài bà tụng kinh niệm Phật, cầu xin để Út Lan không quấy phá chồng bà nữa. Rồi nghe ở đâu có thầy hay thầy giỏi cũng mò đến để mời về. Nhưng mà giống như đem muối bỏ bể, dù có cố gắng cách nào cũng không thể nào giải quyết được cái chuyện kinh hoàng này. Oán nghiệp do lão Lý Phùng tạo ra đã kết quá sâu nặng, đến mức chẳng có một ai dám nhận cứu lão nữa. Họa chăng thì coi như lai Bồ Tát,
mới có thể tiêu trừ cho lão ta. Nhưng mà đời này thì làm gì có chuyện thần kỳ đến như vậy. E rằng phen này lão Lý Phùng chỉ có thể nằm trong nhà chờ mẹ con Út Lan đến để đòi mạng mà thôi. Bẵng đi một thời gian thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày Út Lan nhập vào lão Lý. Hôm đó thì có một vị cao tăng đi khất thực ngang qua đây. Lúc mà vừa bước đến cổng làng đã nghe thấy mùi âm khí nặng nề bao trùm cả nơi đây. Ông mới biết rằng ngôi làng này đang ngập trong tai ương. Sau khi đi dạo một vòng, ông mới đến nhà của Lý Phùng. Tâm điểm của âm khí là từ nơi đây mà phát ra. Trong lòng ông trộm đoán, ắt hẳn là do chủ nhà tạo ra oán nghiệp quá nhiều nên quỷ ma mới hại. Bà vợ của Lý Phùng vừa hay mới đi ra ngoài về, nhìn thấy một người tu hành đứng trước nhà mình thì mới lấy làm lạ. Vốn là một người kính Phật nên bà cũng không nề hà mà mời ông vào trong để mà cùng kính. Bà đưa trà nước, lại căn dặn mấy đứa đầy tớ nấu một bữa cơm chay để cho ông ăn lót bụng. Trái ngược với cái thái độ vui mừng của bà cả, vị cao tăng chỉ giữ một bộ dạng nghiêm trang, song ngó nghiêng xung quanh. Ngôi nhà này bề ngoài khang trang lại giàu có, ấy vậy mà lại mang âm khí nặng nề không thể nào tin. Đôi mắt ông thì cứ lia xung quanh, cố để nhìn xem thử cái vòng đang ám ngôi nhà này trốn ở nơi nào. Nhưng mà có lẽ là do biết có người đến chỉ, ông tìm hoài mà không có thấy được nó ở đâu. Sau một hồi thì ông đi lòng vòng xung quanh xem xét thì mới dừng lại trước một vườn cây sau nhà Lý Phùng. Ông đưa mắt liếc nhìn hồi lâu rồi mới lắc đầu nói thầm. Chương 7. Oán khí quá nặng, thật không thể ngờ lại có nhiều vong hồn đến như vậy. Vị sư già bất ngờ khi nhìn vào vườn cây nhỏ của nhà Lý Phùng. Ông thấy ở đó có rất nhiều hồn ma của phụ nữ. Trong lúc vị sư còn đang suy nghĩ vì sao lại có nhiều vong hồn phụ nữ ở đây, thì bất ngờ bà vợ cả Lý Phùng đã xuất hiện sau lưng ông tự bao giờ. Thấy ông trầm ngâm suy nghĩ, bà mới cất tiếng mà hỏi. Có phải thầy đang thắc mắc vì sao ở đây lại có nhiều vong hồn mà lại toàn là vong hồn của phụ nữ như vậy, có đúng không ạ? Vị sư nghe tiếng bà cả hỏi thì quay lại ngạc nhiên nhìn bà. Chẳng hay thí chủ đây nhìn thấy được họ và ở khu vườn này còn có những điều gì ẩn chắc. Nếu không cảm phiền, thí chủ có thể nói cho ta biết có được không? Chẳng giấu gì sư thầy, con bẩm sinh đã có thể nhìn thấy được những vong hồn đã khuất, nhưng chỉ có điều... Lúc này thì bà cả thở dài, rồi bồi hồi kể lại khoảng thời gian trước khi những cô gái đáng thương kia phải trở thành những hồn ma vất vưởng. Bên trong khu vườn kia có tới hơn 20 ngôi mộ ạ, mà tất cả đều là mộ của các cô gái trẻ. Hầu hết họ đều được lão nhà con đưa về sau mỗi chuyến đi lên tỉnh để lấy hàng. Cứ mỗi lần như vậy là ông ấy lại đưa thêm vài người về. Đa phần các cô gái đó đều ở độ tuổi từ 18 đến 26. Có những cô trước khi gặp lão nhà con thì họ đều làm cái nghề cầm ca mua vui cho các quan chức Pháp ở trên tỉnh. Có cô thì vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên mới nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của ông ấy mà theo về đây. Ban ngày thì làm việc bình thường như bao người khác, tối đến về hầu hạ, chiều theo ý ông ấy để thỏa mãn cơn thèm khát xác thịt. Để rồi cuối cùng trở thành nạn nhân dưới tay ông ta, chết tức tưởi, oan ức, thân xác thì phải nằm lại nơi đây, không có người thân nhang khói. Vị sư mới nghe đến đây thì cũng gật gù từ tốn mà hỏi. Có phải ngoài 20 cô gái kia thì vẫn còn một người phụ nữ đang mang thai và một đứa trẻ cũng bị ông nhà hại chết có đúng vậy không? Dạ, đúng là có một cô người làm, lúc còn sống làm việc trong nhà con. Nhân lúc con đi lên tỉnh lấy hàng, ông nhà đã hãm hiếp, rồi khi cố mà có bầu thì mới vu oan rồi thả trôi sông theo luật của làng. Ngoài cố và đứa nhỏ trong bụng thì còn một đứa con gái của cố cũng bị ông đánh chết ạ. Vị sư nghe bà cả nói vậy thì lắc đầu, thở dài đầy ngao ngán.
A-di-đà-phật. Nghiệp báo quá nặng. Nếu Bần Tăng đoán không nhầm, thì ngoài 20 cô gái được chôn cất ở đây và ba mẹ con người phụ nữ kia nữa, thì vẫn còn nhiều người khác đã bị ông nhà hại chết. Có đúng vậy hay không? Dạ, chẳng xấu gì thầy. Vài năm trước ông nhà con cũng vì cái thói dâm dề mà hại chết gia đình ông lái đò và nhiều người khác nữa. Nói đến đây thì bà cả sụt sùi khóc. Vị sư thầy thấy vậy cũng không nói gì thêm. Ông mới im lặng để cho bà khóc, rồi quay mặt về phía vườn cây, nơi mà ông nhìn thấy ba mẹ con Út Lan và vong hồn những cô gái xấu số đang đứng nhìn vào ông. Tiếng đọc kinh siêu độ của ông càng lúc càng lớn. Được một lúc thì ông xin phép ra về để tiếp tục hành trình khất thực của mình. Bà cả đang khóc, nghe vị sư xin ra về, liền quỳ trước mặt ông mà nói: "Con vạn xin thầy, hãy mở lòng từ bi mà cứu giúp gia đình con ạ, còn cả sự an nguy của dân làng này nữa." Án nghiệp đã quá nặng rồi, Bần Tăng thì cũng muốn giúp, nhưng mà chỉ là kẻ tu hành Phật Pháp. Ngoài cái việc niệm kinh siêu độ cho những vong hồn kia ra, thì không đủ sức để đối phó với ba mẹ con cô gái kia rồi. Mặc cho bà cả quỳ lạy khóc lóc van xin, vị sư vẫn một mực từ chối, bởi ông thừa biết thực lực của ông không đủ để đối phó với mẹ con của Út Lan. Trong lúc ông niệm kinh cho vong hồn của những cô gái xấu số kia đều đã giảm đi được phần nào giận dữ, nhưng mà ba mẹ con Út Lan thì không. Gương mặt cô trái ngược với tất cả những vong hồn kia. Cô trở nên giận dữ hơn khi ông niệm kinh. Bỗng cô hét lên một tiếng thất thanh, thì những vong hồn kia ngay lập tức tụ lại xung quanh. Trên khuôn mặt họ cũng toát lên sự giận dữ và căm thù. Đứa bé ở trong bụng cô cứ chạy lòng vòng. Đứa bé trong bụng cô nó cứ chạy lòng vòng xung quanh ông và bà cả. Vừa chạy nó vừa cười, lúc thì lại khóc. Tiếng cười nói cùng tiếng khóc của nó nghe vang vọng mà ai oán. Rồi khi tiếng niệm kinh của ông vừa dứt, thì liền nghe tiếng nói của Út Lan ở bên tai: "Chuyện không liên quan đến ông thì không nên nhúng tay vào, nên đi khỏi đây trước khi mà quá muộn." Giọng của Út Lan vừa dứt cũng là lúc ông nhìn thấy cô dẫn theo tất cả những vong hồn kia đi khuất xa trong vườn cây và rồi biến mất. Trong lúc ông định quay lưng bước đi thì một anh người làm trong nhà hớt hải chạy ra: Bà ơi, có người bị nhập rồi bà ơi." Nghe người kia nói vậy thì bà cả cùng vị sư vội chạy vào nhà. Ở phía nhà sau ngay kế bên cái bếp, con Hiền, người làm của nhà bà, đang lên cơn co giật. Miệng nó thì sùi bọt mép, tay chân quắn quéo lại, mắt thì trợn trừng lên. Mái tóc dài của nó phủ xuống che gần hết khuôn mặt. Từ trong cổ họng rít lên những cái tiếng kỳ dị: "Đền mạng cho tao." Trong khi những cơn gió bên ngoài bắt đầu cuộn vào nhau thành từng đợt như là vũ bão, thì cả không gian nơi đây bị bao trùm bởi những đám mây kéo đến che cả bầu trời. Vị sư nhìn lên, tay không nhịn được bắt đầu lần đếm những hạt trong chuỗi tràng. Âm khí từ xung quanh người cái Hiền lan tỏa ra khắp mọi nơi, sộc lên một cái mùi hôi thối như xác chết vậy. Vị sư nhìn lên, tay không nhịn được bắt đầu lần đếm những hạt trong chuỗi tràng. Âm khí từ xung quanh người cái Hiền lan tỏa ra mọi nơi, sộc lên một mùi hôi thối như xác chết vậy. "Kẻ có lòng lành, không thù oán thì đừng xía mũi vào việc không phải của mình. Mau cút ra khỏi nơi đây." Một giọng nói đàn bà vang lên trong đầu của vị sư, mang theo những tiếng gầm gừ đáng sợ. Bà cả nhìn thấy cái Hiền như vậy, biết là nó đã bị Út Lan nhập rồi, liền quỳ xuống dưới đất và van xin: "Cô Út Lan, tôi biết là lão Lý Phùng chồng tôi đã gây ra oan khuất rồi hại chết cô, nhưng xin cô hãy tha cho lão.
tôi nhất định sẽ lập một ngôi miếu thờ cho ba má con cô để chuộc lỗi mà. Nhưng mà mặc cho bà có lạy bao nhiêu lần, dù cho máu từ trán bà có rỉ ra loang lổ bao nhiêu, thì đổi lại chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương của Út Lan. Những người khác xung quanh bị dọa đến thất kinh hồn vía, con người sợ đến ngất xỉu. Trong lúc ấy thì vị sư chỉ duy trì một bộ dạng cẩn trọng, dò xét từng chút một, nhẹ nhàng mà nói: Út Lan, ác có ác báo, thì cớ chi cô lại mang thù oán trong lòng như vậy? Cô không nghĩ cho cô thì cũng nghĩ cho hai đứa con chứ. Chẳng nhẽ cô định để chúng là cô hồn vất vưởng, không được siêu sinh sao? Bẩm sư thầy, thằng Lý Phùng này mà còn sống thì khác nào để nó đi hại thêm nhiều người con gái khác. Còn muốn nó và lũ dân làng kia phải đền mạng, như vậy con mới hạ lòng hạ dạ. Xen lẫn trong giọng nói của Út Lan, vị sư nghe rõ tiếng ọng ọc như đang ngậm rất nhiều nước. Bằng thiên nhãn của mình, ông còn nhìn thấy trên vai cái hiền lúc này đang bị cô nhập vào, xuất hiện hai cái hồn ma trẻ con. Một đứa dường như đã lớn được hơn 5 tuổi, còn đứa kia thì giống như một bào thai còn chưa ra đời, chỉ bằng một cái nắm tay. Hai đứa nó nhìn chằm chằm vào ông, nhưng mà lại là hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Một khẩn cầu sự giải thoát, một oán hận đầy đe dọa. Trong lòng vị sư nhận ra được rằng chúng chính là hai đứa con của Út Lan. Đứa lớn là bé Nhi, đứa con gái bị đâm chết. Còn đứa nhỏ chính là đứa con trong bụng, còn chưa được sinh ra của cô. Oán khí phát ra từ hai đứa khác biệt rõ ràng, khiến ông không khỏi đắn đo suy nghĩ. Vào ngay cái lúc này, khi ông còn đang suy tính xem nên làm gì, thì đột nhiên từ phía sau cây hiền, một bóng người đàn ông khác xuất hiện. Đó chính là lão Lý Phùng. Trên tay lão ta cầm một thanh cây lớn, giơ lên cao rồi mới hét: Mày đi chết đi! Dứt lời thì lão Lý Phùng không chút do dự mà giáng cây thẳng xuống đầu của cây hiền. Đám người ở đó bị dọa cho đến giật mình, hai mắt trần trần nhìn lão. Cây hiền chỉ kịp kêu á lên một tiếng lớn rồi ngã vật ra đất. Máu từ đầu nó chảy đầy ra đất, tạo thành một vũng lớn. Trời ơi! Ông làm cái gì nữa vậy ông? Bà cả mới nói một câu, sau đó bụm chặt miệng khóc nức nở. Mấy đứa đầy tớ nam thì giữ lão Lý Phùng lại, rồi xem từ cái hiền như thế nào. Lúc này máu từ đầu nó vẫn không ngừng chảy ra, hai mắt thì trợn trừng trừng vô hồn. Một hồi lâu sau đó, một thằng mới quay sang nói với bà rằng: Không, không xong rồi bà ơi, con hiền nó tắt thở rồi. Cả bọn nó nghe xong thì hồn vía bay lên mây, mặt mũi tái xanh cả lại. Lão Lý Phùng thì dãy giụa, trên tay vẫn cầm cây gậy chĩa vào mọi người mà hét: Bọn mày đến để lấy mạng tao đúng không? Tao sẽ giết, tao giết hết à. Rồi lão mới quay sang ngay chỗ bà cả và vị sư kia đứng, trừng mắt mà quát: À, con Út Lan, mày tưởng trốn sau đó là tao không thấy à? Hôm nay tao phải cho mày chết. Vừa dứt lời thì lão Lý Phùng cầm cây gậy lao đến chỗ họ. Bấy giờ nhìn lão giống như đang phát điên, sẵn sàng giết bất cứ ai ở trước mặt. Lão cua cây gậy loạn xạ, gào thét điên cuồng. Và rồi vị sư kia không thể nào đứng yên được trước cái tình cảnh này nữa. Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, ông dùng tay giữ chặt lấy lão Lý Phùng. Sau đó chỉ bằng một tay, ông liền nắm cổ lão nâng lên cao, miệng thì lầm rầm đọc chú: Quỷ ma trong tâm giải trừ oán nghiệt, chư thần tứ vương về đây tụ hội. Bên ngoài thì mây đen kéo đến ngày một nhiều, phủ kín cả bầu trời. Tiếng sấm sét vang rền, tiếng gió rít lên từng đợt ngày một gần. Xen lẫn trong đó, người ta nghe thấy cả tiếng than khóc và căm giận của cả những người đàn bà. Vị sư thầy kia không chút chần chừ, tay còn lại rút ra một lá bùa trong tay áo, để nó song song với gương mặt của lão Lý Phùng. Ông nhắm mắt rồi bắt đầu niệm chú. Lần này niệm nhanh và vang vọng hơn cả lần trước, lấn át cả tiếng gió và sấm. Một hồi sau, một tiếng đoàng vang lên, khiến cho đám người bên trong nhà giật nảy cả mình. Cút đi nghiệt báo, mau cút khỏi nơi đây trước khi ta đem
ba hồn bảy vía của người giam chặt lại nơi này. Và rồi vị sư thầy kia ngước mặt lên nhìn trời, đôi mắt từ từ mở ra. Từ sâu trong tròng mắt của ông, hai con rết lớn bắt đầu bò ra một cách chậm rãi. Bà cả đứng gần đó sợ đến ngất xỉu khi thấy cảnh này. Cả mấy người khác cũng sợ đến mất hồn. Thế nhưng mà họ không dám hét lên, mà chỉ chui rúc vào một xó, ngồi mà xem động tĩnh. Như được truyền lệnh, cả hai con rết trườn từ người sư thầy qua đến người của lão Lý Phùng. Chúng không chút nào núng, liền bò vào miệng lão. Cơn nghẹt thở bất chợt ập đến, khiến cho lão ta dãy giụa không ngừng. Từ miệng phát ra mấy tiếng ú ớ, tay thì cố tìm cách để thoát ra. Hai con rết bò vào miệng lão Lý Phùng rồi quặn tròn lại. Vị sư thầy lấy lá bùa vừa nãy bỏ vào miệng lão ta, niệm chú thêm một lần nữa. Đột nhiên, từ trong khoang miệng của lão bừng lên một ngọn lửa lớn. Không, không, đau quá đi mất, cứu tôi. Giọng của lão Lý Phùng ngày một thống thiết, nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt già nua của lão ta. Cảm giác bỏng rát nơi đầu lưỡi và cả cơ thể như bị trăm ngàn mũi dao đâm nhiều lần vào xâm chiếm lấy lão. Mặc kệ lão gào thét, vùng vẫy như thế nào thì cũng không thay đổi được. Đây chính là nghiệp báo mà lão đã phải trả vì những tội lỗi lão đã gây ra đây sao. Một hồi lâu sau đó thì ngọn lửa trong miệng lão Lý Phùng tắt dần đi. Sư thầy lúc này cũng khôi phục lại trạng thái bình thường mà thả lão ta xuống. Chậc lưỡi một cái, sư thầy bình thản nói với lão rằng: tạm ổn rồi, nhưng e rằng chuyện này chưa kết thúc sớm như vậy đâu. Dù cho lão ta đã được ông cứu, nhưng mà thái độ của ông với lão vẫn giữ một sự khinh miệt nhất định. Nghiệp báo do bản thân tự tạo thì dù ông ta giúp lão cũng không được bao lâu. Bầu trời ở bên ngoài vẫn mang một màu đen mịt mù bởi bị mây che khuất đi mất. Oán khí cũng không hề có một chút thuyên giảm. Ngược lại ngày một nặng nề hơn. Vị sư thầy nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng linh hồn của mẹ con Út Lan. Giữa thinh không thì ông mới cất tiếng gọi: Út Lan, cô muốn con cô cũng vướng vào ân oán không dứt để hóa thành vong hồn vất vưởng hay sao? Sư thầy làm sao có thể hiểu, lão ta độc ác, con đã xin lão tha cho mẹ con, nhưng lão không thèm nghe đến. Chính tay lão đã đẩy chúng con đến bước đường này. Giọng nói của Út Lan vang vọng giữa tiếng gió rít, âm khí tăng lên ngày một nhiều, khiến cho lão Lý Phùng và những người khác chỉ biết co người vào một góc mà run rẩy nhìn. Dầm! Đồ đạc trong nhà bay lơ lửng lên trong không trung, rồi lập tức bị ném vào tường vỡ tan tành. Những đứa đầy tớ gái sợ quá, ôm chặt đầu và nhắm chặt mắt để không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vị sư thầy kiên nhẫn giảng giải cho Út Lan hiểu, trên tay không ngừng xoay chuyển chuỗi tràng hạt. Ác giả ác báo, gieo nhân để ắt gặp quả. Con càng mang oán hận thì càng khó lòng siêu sinh. Những đứa con của con cũng như vậy. Lời này của sư thầy vừa dứt, mọi thứ xung quanh lại trở về cái vẻ tĩnh lặng dị thường. Dường như là Út Lan đã động lòng, sư thầy mới thừa thắng xông lên, dùng sự chân thành mà khuyên giải cô. Út Lan, hãy buông bỏ thù hận đi, nghĩ đến những đứa con, đừng để chúng thành vong hồn lang thang khắp mọi nơi. Út Lan, ta biết cô là người tốt, ta nhất định sẽ giúp cô giải trừ oán nghiệp này. Út Lan! Giọng sư thầy cứ vang vọng từng đợt để gọi Út Lan, thế nhưng mà đáp lại ông chỉ là một cái sự im lặng đến đáng sợ. Lão Lý Phùng bây giờ sợ đến run rẩy, túm lấy chân ông mà núp. Dù cho bây giờ lão ngu đến mức nào thì cũng biết rằng Út Lan không dám hại ông, nên định nhờ vào hào quang của ông để an toàn. Đám đầy tớ thì co rút vào nhau, ngước mặt nhìn xung quanh đầy vẻ sợ hãi. Nghĩ rằng Út Lan đã rời khỏi nơi này mà không nghe được tiếng mình gọi, sư thầy mới liền niệm chú. Nào ngờ lời chú còn chưa dứt, bên tai ông đã vang lên giọng nói của một đứa bé gái. Trong lời nói của nó như oán trách, như tức giận, lại nhuốm sự đau đớn tột cùng. Má con đi rồi, má bảo con bồng em đến gặp sư thầy
để sư thầy cứu tụi con. Vừa nghe xong câu này, sư thầy cảm nhận được rõ ràng mùi âm khí nặng nề đang cận kề. Ông mới đưa mắt nhìn xuống, phát hiện một bóng ma của đứa bé gái. Toàn thân nó ướt sũng, đầu thì cúi gằm xuống đất. Phía bụng có vết đỏ thẫm của vết đầm. Đó không ai khác chính là con bé Nhi, đứa con gái lớn của Út Lan, bị lão Lý Phùng đầm chết. Một tay thì nó bồng đứa nhỏ khác, tay còn lại níu tay áo của vị sư thầy như cầu cứu. Con đừng lo, sư thầy sẽ giúp em và con giải trừ oán nghiệp này. Nói xong thì sư thầy đưa tay lên vuốt mái tóc ướt sũng của Nhi, rồi chuyển tay xuống chạm vào đứa bé mà nó đang bế. Theo ông suy đoán, có thể đây là đứa con thứ hai mà Út Lan đang mang thai chưa kịp sinh ra. Thằng bé dù nhỏ nhưng mà oán khí trùng trùng, ắt hẳn là do tích tụ từ cô và sự căm hận mà ra. Lúc mà ông chạm vào, nó gầm gừ như một con chó hoang dại, nhe răng định cắn ông một cái. Trái ngược với đứa em của mình, bé Nhi lại không tràn đầy oán khí. Đôi mắt nó vô hồn nhìn ông, chậm chậm mà hỏi. Má con bảo em không có tên, nên má nhờ sư thầy đặt cho em có được không ạ? Nghe xong câu hỏi của nó, trong lòng vị sư không khỏi chua xót. Đứa bé kia chết từ khi còn ở trong bụng mẹ, khó trách sao lại giận dữ đến như vậy. Ông mới đưa hai tay ra, đón lấy linh hồn đứa bé đó rồi ôm vào trong lòng. Từ nay con đi theo ta tu tập, lấy tên là Hiền. Thoạt đầu thì đứa bé nằm trong lòng vị sư, trừng đôi mắt màu trắng dã nhìn ông, bắt đầu dãy giụa gào thét. Không những vậy thì nó còn giơ vuốt cào lên bắp tay của ông, khiến cho tứa máu ra. Thế nhưng mà sau khi nghe ông nói như vậy thì nó liền thu lại móng vuốt rồi nép vào lòng ông. Vốn dĩ cả bé Nhi và đứa bé kia chỉ là những đứa trẻ con ngây ngô và khờ khạo. Oán khí nặng nề như vậy chẳng qua là do người lớn gây ra cho chúng mà thôi. Lão Lý Phùng, kẻ gây tội thì đang co ro một góc, sợ hãi nhìn chung quanh. Người vô tội như chúng thì lại chết oan khuất, thì hỏi làm sao mà chúng lại không tức giận. Vị sư mới nghẹn ngào, trừng mắt nhìn lão Lý Phùng mà chửi. Kẻ tạo nên nhiều nghiệp chướng như ông thì sớm hay muộn cũng gặp báo ứng mà thôi. Nghe thấy câu nói này, mặt lão đanh lại rồi tái dần đi. Cả người sụp xuống như bị rút cạn sinh lực, hai mắt cũng ngẩn ngực nước. Rồi ôm lấy chân của vị sư kia, than khóc mà van xin. Thầy ơi, thầy dù lòng thương thì cứu con một lần đi thầy. Con thề với thầy sau này sẽ tu tâm dưỡng tánh, không gây nghiệp nữa mà. Đây chắc chắn không phải lần đầu ông bị như vậy. Ấy vậy mà ông vẫn không ăn năn hối cải. Huống hồ là pháp lực tôi không đủ, chỉ có thể giúp đến đây thôi. Xin cáo từ. Vị sư thầy rút chân, đứng ra xa khỏi lão ta tựa như tránh tà. Một tay thì ông bồng linh hồn đứa nhỏ kia, một tay nắm tay bé Nhi để cúi đầu từ biệt và rồi rời đi. Lão Lý Phùng không biết nhục, chạy theo ông quỳ lạy để mong ông cứu vớt mạng sống của lão ta. Nào ngờ ông chỉ giữ bộ mặt lạnh nhạt mà đáp. Ác giả ác báo, ông đã nghe câu này hay chưa? Bỏ lại một câu như vậy, rồi sư thầy cùng hai đứa nhỏ mặc kệ lão ta mà đi mất. Bầu trời ngay lúc ba người họ biến mất thì lại càng nổi giận hơn. Mây đen kéo đến ngày một nhiều, quặn thành từng đợt. Gió cũng lại rít lên, kèm theo những tiếng đàn bà cười lên khanh khách. Lão Lý Phùng mới nhìn quanh, dùng mình sợ hãi. Rõ ràng là lão chạy theo vị sư kia. Chẳng rõ vì sao lại lạc vào khu rừng sau nhà. Chính ở nơi đây, lão đã chôn những cô gái mà lão giết hại. Chương 9. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi đó Lý Phùng. Trả lại mạng cho tao, đồ giết người. Thằng khốn nạn, tao sẽ giết mày. Những cái tiếng gào thét và chửi bới vang vọng ngày một gần xung quanh Lý Phùng. Đôi mắt lão hoảng sợ hết nhìn bên này thì lại nhìn sang bên kia, cố gắng tìm xem là giọng của những kẻ nào.
nào ngờ bao quanh chỉ là một mảng đen tối hun hút, đáng sợ của khu rừng. Lão bàng hoàng, sợ hãi đến tột độ, đôi chân vô thức bỏ chạy. Thế nhưng mà càng chạy lại càng lạc vào sâu hơn. Trong không gian rộng lớn, chỉ có tiếng chân của lão đạp lên lá khô chạy và tiếng cười khanh khách đến rợn người. Lý Phùng cứ cắm đầu mà chạy thục mạng, dù cho chân lão đã mỏi nhừ đi nữa. Mày chạy không có thoát đâu. Hôm nay đây chính là mồ chôn mày. Đó là giọng của Út Lan, nó vọng về từ rất là gần đây. Bất giác lão Lý Phùng bị ngã nhào xuống đất, chân đập mạnh vào một tảng đá, khiến cho màng da bắp đùi rách toạc ra. Máu phụt ra ngoài, thấm đẫm xuống mặt đất đầy bẩn bụi. Lão ta chỉ kịp kêu lớn một tiếng, rồi nén đau mà lết để trốn khỏi nơi này. Nào ngờ còn chưa lết được bao xa, một bàn tay lạnh toát đã nắm chặt lấy chân lão. Lý Phùng run rẩy, miệng thì lẩm bẩm. Chỉ là mơ thôi, chắc chắn là mơ rồi. Bàn tay kia càng lúc càng siết chặt chân của lão, giống như muốn bẻ gãy nó vậy. Lý Phùng cắn môi, cố gắng niệm Phật trong lòng, mong rằng chuyện này mau chóng biến mất. Nhưng mà còn Phật nào có thể giúp lão ta, khi chính lão là kẻ tạo ra quá nhiều nghiệp chướng cho bản thân. Có trách thì trách lão không tu tâm, gây ra quá nhiều tội lỗi. Bên tai lão Lý Phùng bây giờ lại vang lên tiếng lá cây khô bị dẫm lên xào xạc. Nó vang lên từ bốn phía, từ rất nhiều người đang bước đi. Tiếng cười quỷ dị của những người đàn bà càng ngày một gần, khiến cho lão chỉ ước rằng đây đúng là một cơn ác mộng thật sự. Ông Lý Phùng, ông nhận ra chúng tôi chưa? Là giọng của Út Lan đang cất lên ở ngay phía sau lưng lão. Một cơn lạnh sống lưng dâng lên trong người lão Lý Phùng. Thế nhưng lão không dám cất tiếng, sợ rằng nếu mở miệng thì e rằng mạng của lão cũng chẳng còn. Một tay lão vội lau đi những giọt mồ hôi lạnh, còn trong lòng thì không ngừng đọc kinh cầu cứu Đức Phật. Đáp lại lời lão ta chỉ là những tràng cười đầy mỉa mai của những người đàn bà kia và cả Út Lan nữa. Bàn tay nắm cổ chân nhấc bổng lão lên, theo tư thế đầu chỏng xuống dưới đất. Sự sợ hãi nhanh chóng bị thay bằng cơn tức giận. Lão liền mở mắt rồi hét to. Bỏ tao xuống, ai cho bọn mày làm vậy? Cảnh tượng trước mắt lại làm lão sững sờ và câm nín thêm lần nữa. Vẫn là cánh rừng đó, bốn bề bị bao trùm bởi một bầu đen hun hút và sự tĩnh lặng đến lạ thường. Lão Lý Phùng bụng chặt miệng, đôi mắt sợ hãi mở to, cố nhìn rõ xung quanh. Từ nơi cổ chân lão có thể cảm nhận được cái lạnh toát ra từ nơi bàn tay kỳ quái kia. Nó nắm chặt lấy cổ chân của lão, nhưng mà chỉ có bàn tay đó thôi, chứ không hề có bất kỳ ai đứng gần. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Phùng nén cơn sợ hãi trong lòng, rồi tìm cách thoát thần. Ngay lập tức cái tay ấy vung một phát, khiến cho lão văng vào một cái cây lớn gần đó. Một tràng cười quỷ dị cất lên, như đang khinh miệt lão Lý Phùng. Cơn đau ở chân lão còn chưa hết, nay lại thêm cơn đau ở lưng do va đập, khiến cho thần trí lão chìm ngập trong nỗi mơ hồ bất tận. Tiếng gió lại bắt đầu rít lên từng đợt, mang theo âm khí nặng nề. Những chiếc lá khô bị thổi tung lên không trung, quặn thành từng đợt gió lốc. Lão Lý Phùng nép mình dưới một gốc cây lớn, đưa mắt cẩn trọng nhìn xung quanh. Tận trong thâm tâm lão biết rằng, với vết thương như vậy thì chỉ có thể nằm chờ chết. Vào ngay lúc này, sấm chớp lại đánh ầm một tiếng, sáng loà cả một vùng. Út Lan mới đứng trước mặt lão, trong chính cái bộ dạng tả tơi trước khi chết. Cả người có ướt sũng những nước là nước, quần áo bị xé rách, để lộ ra cái bộ ngực chảy trụa những vết bầm tím. Lý Phùng dùng mình, cố gắng dùng chút sức tàn còn lại để lết về sau. Nào ngờ phía sau lưng thì lại bị gốc cây chặn lại. Lão không dám nhìn thẳng vào mặt Út Lan, vì đôi mắt cô nhìn lão tựa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Điều lão quên mất rằng ở nơi đây không chỉ có mỗi cô. Dưới cái ánh sáng chớp nhoáng của sấm sét, ở dưới mỗi gốc cây đều có một vong hồn của một người đàn bà. Tất cả họ đều mặc bộ bà ba trắng, nhìn chăm chăm ông ta khi mà trên môi đang nở cái nụ cười quái dị. Lão Lý Phùng nhận ra tất cả, bởi họ đều là những người đã chết dưới tay của lão ta.
Ở phía xa xa chính là con Mấn, đứa con gái lão mua về rồi cưỡng hiếp trên đìa ruộng. Lại gần một chút thì là cái Tí, bị lão đánh đập đến chết đi. Hay là con vợ của thằng Bảy với cái đầu lủng lẳng vì bị lão chặt đi. Còn rất nhiều, tất cả bọn họ đứng khắp mọi nơi nhè ra những cái răng nanh đầy đáng sợ. Hai hàm răng của Lý Phùng đánh vào nhau cầm cập, tay vịn lên thân cây mà đứng dậy. Nào ngờ lão vừa định co giò bỏ chạy thì cái bàn tay kỳ dị kia đã nắm lấy cổ áo lão lôi lại. Lúc này lão mới phát hiện trên mu bàn tay đó có một vết bớt màu đỏ. Đó là tay của Ả Đào mà lão đã giở trò đồi bại khi mời đến hát ở gần nhà. Đêm hôm đó vì Ả ta lỡ tay tát lão, mà ngay lập tức lão sai đầy tớ chặt tay Ả ra, rồi nhìn Ả mất máu mà chết. Mày có chạy cũng không thoát khỏi bọn tao, đền mạng đi Lý Phùng. Tiếng Út Lan vừa cất lên tức thì những người đàn bà kia cũng rú lên đầy oán giận. Nhanh như cắt thì những linh hồn oan khuất bắt đầu xông vào cấu xé lão Lý Phùng. Kẻ thì cắn nát cái tay lão, kẻ thì xé đứt mảnh thịt ở đùi. Máu từ các vết thương phun ra đầy dưới đất, đáng sợ vô cùng. Vừa cắn xé họ vừa rú lên những khúc ai oán đầy thê lương. Đau, đau quá, tha cho tôi xin các người mà. Mặc cho lão Lý Phùng cất tiếng cầu xin họ đến mức nào, thì những linh hồn đầy thù oán không lúc nào ngừng lại. Cũng giống như cái đêm mà lão đã trà đạp lên sự trong sạch, coi sinh mạng của họ như cỏ rác mà tước đoạt, thì hôm nay chính là kết cục mà lão đáng phải nhận. Út Lan đứng nhìn Lý Phùng bị sâu xé, trên môi nở nụ cười đầy quỷ dị. Từ từ bước đến gần, cô mới thò bàn tay với bộ móng vuốt sắc nhọn vào giữa ngực trái của lão, nhấn mạnh xuống. Đôi mắt lão trợn lên nhìn cô chằm chằm, rồi mới kêu hự một tiếng. Kẻ như mày không đáng có trái tim, chi bằng để tao moi ra rồi ăn nó đi. Dứt lời, Út Lan giật mạnh tay ra, trái tim của lão Lý Phùng cũng theo đó mà bị moi, máu phụt ra ướt đẫm. Bất thình lình như vậy, lão chỉ kịp hét lên đầy kinh hãi rồi chết đi ngay lập tức. Linh hồn của những người đàn bà kia bắt đầu rú lên những tiếng than khóc. Út Lan cầm trái tim của lão Lý Phùng xé tan thành từng mảnh nhỏ rồi đút cho từng người ăn. Như là một con thú bị bỏ đói, họ ăn lấy ăn để, ngấu nghiến một cách tàn nhẫn. Chẳng biết đã qua bao lâu, thân xác của lão Lý Phùng chỉ còn mỗi cái đầu trơ trọi. Tay chân cơ thể đều đã bị chém sạch sẽ. Dưới đất chỉ còn vương vãi một số mảnh xương vụn mà máu. Những người đàn bà kia sau khi báo thù xong thì lập tức biến mất, chỉ còn lại mỗi mình Út Lan. Cầm lấy cái đầu của Lý Phùng, cô đi đến trước nhà của lão. Trong nhà đang hỗn loạn vô cùng khi mà bà cả tỉnh dậy, phát hiện lão đã đi mất từ lúc nào. Kẻ hầu người hạ chạy ra chạy vào, đèn đuốc hò reo huyên náo đủ cả. Về nhà đi. Út Lan thì thầm với cái đầu của lão, sau đó quăng nó về phía giữa sân. Không cần phải đợi lâu, ngay tức khắc một tiếng thét kinh hãi vang lên. Cái đầu bị quẳng ở giữa sân, lăn lóc với đầy máu và con mắt thì trợn trắng, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Bà cả cũng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng đó liền đau đớn mà khóc ngất. Trời ơi ông ơi, sao ông chết thảm như vậy ông ơi. Tiếng than khóc và la hét cứ vang vọng giữa thinh không rộng lớn. Út Lan ngước mặt lên nhìn bầu trời dần trở nên quang đãng, cười nhẹ một cái. Ân oán của cả một kiếp người coi như đã trả đủ rồi. Từ cái dạo đó thì gia đình lão Lý Phùng bỏ hết của cải mà rời khỏi nơi đây. Căn nhà rộng lớn của lão cũng bị bỏ hoang đến mức lạnh lẽo, cũng bởi người ta e dè cái khu rừng sau nhà đầy âm khí. Thì thoảng thì dân trong xóm thường kháo nhau rằng cứ đi ngang qua đó thì sẽ nghe được tiếng những người đàn bà cười đùa với nhau. Linh hơn nữa là họ sẽ cho thấy với đủ hình dạng khác nhau. Kẻ tốt thì sẽ thấy bộ dạng xinh đẹp, kẻ xấu sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của họ. Xui xẻo hơn, nếu kẻ đó đã từng cưỡng hiếp người con gái khác
thì ngày mai xác của kẻ đó sẽ nằm vắt vẻo trên hàng rào nhà lão. Bởi thế nên dân trong làng mỗi tháng đều ra đó cúng cho họ để cầu mong được phù hộ, hay nói đúng hơn là cầu được bình an mà sống sót. Chương 10, phần ngoại truyện. Bẵng đi một thời gian thấm thoát cũng 10 năm, một khoảng thời gian cũng khá lâu kể từ ngày nhà lão Lý bỏ hoang. Và một ngày trời mưa to như chút nước, người ta thấy một đôi vợ chồng trẻ tay xách nách mang đứng trước cổng nhà lão. Hai người họ cứ đứng trước cổng mà nhìn vào trong, mặc kệ trời mưa ướt hết cả người. Những người đi đường thì hối hả chạy nhanh về nhà. Ai nhìn thấy đôi vợ chồng đứng đó cũng đều nhìn với ánh mắt tò mò và dè chừng. Ấy vậy mà cũng chẳng có ai dám dừng lại hỏi han, vì họ sợ. Sợ chính căn nhà đã từng một thời khang trang rộng rãi và gieo rắc biết bao nhiêu nỗi ám ảnh. Từ dạo mà gia đình lão Lý Phùng bỏ đi thì căn nhà luôn luôn khóa cửa. Hằng đêm những đôi trai gái hẹn hò nhau vẫn hay nghe thấy tiếng cười nói, khóc than hay la hét của phụ nữ từ trong căn nhà vọng ra. Lắm lúc có người đi giăng câu hay thả vó đêm khuya, lúc về lại phải đi ngang qua đó thì bị dọa cho sợ đến tè ra quần. Có người vì sợ quá mà ngất ngay trước cổng căn nhà. Ấy vậy mà sau bao nhiêu năm khóa cổng, người dân nơi đây ai cũng nghĩ nó sẽ không bao giờ mở cửa lần nữa. Nhưng mà không ngờ đến hôm nay, sau 10 năm bỏ hoang, thì cánh cổng ấy được mở vào một ngày mưa to gió lớn như thế này. Hai người kia cứ đứng trước cánh cổng khép kín, sớm đã mục nát theo năm tháng. Đến quá trưa thì mở cửa đi vào. Lúc này mưa cũng đã ngớt, vài người đi ngang qua thấy vậy thì cũng đưa mắt nhìn vào, rồi nhanh chóng rời khỏi. Mới đó mà thấm thoát cũng 10 năm rồi. Căn nhà này một thời khang trang đẹp đẽ, vậy mà bây giờ lại hoang tàn thế này đây. Thôi thì mình vào trong dọn dẹp lại đi mình, chứ tiếp nhìn sơ qua thấy căn nhà vẫn chưa có dấu hiệu hư hỏng mấy. Chỉ có điều là âm khí từ căn nhà toát ra có phần hơi nhiều đó. Nói rồi hai người cùng nhau đi vào trong. Vào đến cửa chính, người đàn ông dừng lại. Hai tay anh ta làm một loạt những động tác kỳ lạ, miệng thì lẩm bẩm những từ ngữ mà ai nghe được thì chắc chắn sẽ không hiểu là anh ta đọc thứ tiếng gì. Sau đó dùng một tay đập mạnh vào cửa mà hô: "Phá!" Ngay lập tức, cánh cửa liền phát ra những tiếng kêu cót két rồi mở toang ra. Người phụ nữ định bước vào thì bị Tư Hổ đưa tay ra cản lại. "Khoan đã, trong này âm khí nhiều quá, lại còn có cả quỷ khí thế này. Ta nghĩ nàng nên đứng đợi ngoài này, đợi ta đã. Để ta vào trong xem, dù gì thì cẩn thận vẫn hơn. Biết đâu nàng đứng ngoài lại hỗ trợ được cho ta." Nói rồi anh ta bước nhanh vào trong. Khi vừa bước vào thì hai cánh cửa tự động đóng sầm lại. Ngay lập tức anh ta quay lại tìm cách mở. Bên ngoài người phụ nữ kia cũng hốt hoảng, vừa cố gắng đẩy cửa vừa gọi lớn: "Tư Hổ, cẩn thận đó." Bên trong căn nhà lúc này bao trùm một màu đen. Trời vừa mới mưa, mây đen vẫn còn che kín cả bầu trời, nên càng làm cho căn nhà trở nên tối tăm hơn. Tư Hổ mới gồng sức cố gắng giật cánh cửa vào trong, nhưng mà vô ích. Trong đầu anh suy nghĩ, với tình khế bất ngờ thế này, ngay cả bàn tay của mình anh còn không nhìn thấy được thì khó lòng mà đối phó. Anh lò mò trong bóng tối loay hoay tìm đường thoát, nhưng mà làm sao thoát được khi mà bên trong tối đen như mực, chẳng thấy gì. Biết là có cái gì đó không sạch sẽ đang cản đường mình, tức thì Tư Hổ đứng im tại chỗ, hai tay kết ấn, sau đó đưa tay lên vuốt nhẹ mi tâm rồi mở mắt ra. Ngay lập tức anh lùi lại sát cửa. Bên ngoài thì người phụ nữ nghe tiếng va đập mạnh vào cửa thì lại càng gọi lớn hơn: "Tư Hổ, có chuyện gì vậy? Mau mở cửa đi anh." Mặc cho cô gái gào to đến mức nào thì Tư Hổ đứng bên trong vẫn không nghe thấy gì. Kêu gào một lúc cô cảm thấy không có tác dụng thì mới lùi lại. Hai ngón tay kẹp một lá bùa, tay còn lại đưa lên trán, lẩm bẩm gì đó rồi chỉ vào lá bùa hồ lớn: "Khởi!" Ngay lập tức lá bùa lên bốc cháy, sau đó thì một làn khói trắng hóa thành một con chim lửa với những đường vân phù chú bao quanh. Ngay lập tức nó bay xuyên qua hai cánh cửa đang khép chặt. Lúc này Tư Hổ đang đứng tựa lưng vào cửa, liền có cảm giác nóng rát. Anh xoay người lại thì thấy con chim của tông môn, liền đưa tay kết ấn chỉ vào nó. Tức thì một giọng nói vang lên: "Chàng đâu rồi, mau mở cửa cho ta."
Vừa nghe xong, anh liền rút trong túi ra một lá bùa, đốt lên rồi đọc lầm rầm. Sau đó thổi một hơi vào ngọn lửa đang cháy trên lá bùa. Ngay lập tức lá bùa trên tay anh bùng cháy dữ dội. Thấy vậy, Tư Hổ liền đập mạnh ngọn lửa lên cánh cửa. Tức thì hai cánh cửa bốc cháy, một làn khói đen bốc lên, kèm theo đó là những tiếng hét vang vọng. Sau đó anh xoay người lại, nhìn về phía vong quỷ đang đứng bất động giữa nhà. Anh mới nhíu mày lẩm bẩm, oán khí quá nặng. Xung quanh lại có nhiều vong hồn bên cạnh như vậy thì không phải vong bình thường rồi, phải cẩn thận giải quyết nhanh gọn mới được. Nó đứng im như vậy, không biết sẽ đánh lén lúc nào, chi bằng cẩn thận vẫn hơn. Nói rồi anh mới ngồi xếp bằng, tay thì kết ấn tam muội. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông, ngọc đế đồng nghênh, dịch sử lôi linh, yêu quái tang đảm, quỷ thần chi hình, lôi thần ẩn danh, đồng tuệ giao triệt, ngũ khí đẳng đẳng, cấp cấp như luật lệnh. Lúc này bên ngoài, người phụ nữ kia thấy trên cửa xuất hiện hỏa mộc, lại có thêm những nét phù trấn quỷ nổi lên, kèm theo đó là con chim nhỏ cô bay ra. Đưa tay đón lên nó thì liền có tiếng nói của Tư Hổ vang lên, sau đó lại biến mất. Ủy nương, nàng mau tạo một cái giới xung quanh căn nhà để đề phòng đám vong bên trong chạy thoát được. Nghe vậy thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền lấy trong túi đồ ra một sấp bùa đi dán vòng huyết khắp căn nhà. Nhưng vị trí nào ở cửa ra vào đều được cô dán kín lại. Xong đâu đó cô quay lại cửa chính, lấy ra một bó nhang lớn đốt lên. Hai tay bắt ấm pháp, cầm bó nhang trên tay mà nói lớn. Cấp cấp như luật lệnh. Theo lệnh của ta, tất cả âm binh mau mau tập trung về đây. Ngay lập tức thì một nhóm bóng đen lố nhố xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy âm binh của mình đã xuất hiện đủ thì mới cầm bó nhang đi quanh nhà. Cứ mỗi một vị trí thì ỷ nương kẹp vài cây nhang vào hai ngón tay rồi chỉ về đám âm binh bên cạnh. Cô vẽ ngoằn ngoèo những nét phù lên không trung rồi phất một cái vào vị trí nào đó và cắm mấy cây nhang vào vị trí đó. Cứ mỗi chỗ cô cắm bao nhiêu cây nhang thì chỗ đó liền xuất hiện bấy nhiêu linh âm của cô, tương ứng với số nhang đứng vào đó. Bên trong căn nhà lúc này thì Tư Hổ đã khai nhãn. Trước mặt anh, ngoài vong quỷ nữ đang đứng bất động giữa nhà, khắp cả thân người nó toát ra đầy âm khí, thì bên cạnh còn có hơn 100 vong linh khác nữa. Sau khi niệm chú xong thì anh nhắm mắt ngồi thiền. Nhưng mà khi anh vừa nhắm mắt thì bỗng từ đâu xuất hiện một cơn gió lạnh xộc thẳng vào người. Anh mới mở mắt ra thì thấy vong nữ kia đã tiến lại gần, đứng trước mặt mình. Nó vươn hai cánh tay dài thòng vòng ra sau lưng, định vồ lấy anh từ phía sau. Ngay lập tức một ấn pháp chỉ thẳng vào vong nữ, tức thì liền có một tiếng hét thất thanh vang lên rồi im bặt. Lúc này anh hơi bất ngờ vì cái vong kia cũng nhanh nhẹn không kém gì anh. Khi anh vừa kết ấn đánh về phía nó thì nó liền lùi ra xa, sau đó đưa hai cánh tay dài thòng tóm lấy một vong nữ khác đang đứng gần đó đưa ra chắn lại. Ấn pháp của Tư Hổ vừa chạm vào thì vong nữ trên tay nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tan thành tinh phách. Nhanh như cắt, vong quỷ liền há miệng hút hết tinh phách vào người. Thấy vậy, Tư Hổ hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy nhìn thẳng vào nó mà nói. Xem ra tu vi nhà ngươi cũng không cao lắm, nhưng mà pháp lực cũng khá mạnh đấy chứ. Lúc này vong quỷ kia đang đứng cách Tư Hổ khá xa. Nghe anh nói vậy thì nó liền phá lên một tràng cười quỷ dị, rồi nói với cái giọng the thé, vang vọng, nghe như từ địa ngục vọng về. Thế nào hả? Mới có như vậy mà đã sợ rồi sao? Nếu đã sợ thì quỳ xuống mà van xin ta. Lúc đó biết đâu ta lại thương xót mà cho tên đạo sĩ thối như người được chết toàn thây. Đạo sĩ thối sao? Xem ra người cũng tự cao quá đó, dám chửi ta đạo sĩ thối. Nếu đã như vậy thì được rồi, ta sẽ quỳ để mong được chết toàn thây vậy. Nói rồi anh giả vờ quỳ xuống. Vong quỷ kia thấy vậy thì khoái chí cười ha hả. Nhưng nó không ngờ rằng lúc này Tư Hổ đang quỳ với tư thế chống hai tay xuống đất và nhón mũi bản chân. Nhân lúc con quỷ vẫn còn đang cười, anh nhanh tay rút ra 5 lá bùa ném lên không trung. Ngay lập tức 5 lá bùa bay vụt về phía con quỷ kia, tạo thành một vòng kết giới xoay vòng tròn trên đầu nó. Sau đó thì anh lại ném tiếp 5 đồng xu về hướng đó. Ngay khi những đồng xu vừa rơi xuống cạnh chân nó thì dường như có một lực hút làm cho 5 đồng xu cũng xoay vòng tròn ở dưới đất. Tư Hổ thấy vậy liền ngẩng mặt lên hô lớn. Khởi!
Tiếng hô của anh vừa dứt thì năm lá bùa liền phát sáng lên. Những đường phù chú phát ra ánh đỏ hòa vào ánh sáng vàng phát ra từ những lá bùa. Sau đó lại chiếu thẳng xuống tầm của năm đồng xu, tạo thành năm cây cột đỏ chói. Từ lúc những pháp khí của Tư Hổ bay về phía nó thì trên mặt con quỷ vẫn tỏ ra như chẳng có gì. Tiếng cười quỷ dị của nó vẫn cứ vang lên đều đều. Nhưng khi Tư Hổ đứng dậy, hai tay kết ấn, miệng đọc lớn thì nó mới bắt đầu hoảng sợ. Hỏa sĩ phòng khủ biến vì ngục viện địa ám thiên hồn càn khôn câu biến, đương lệnh hạ quỷ vĩnh thụ thiên hiến, lôi hỏa chi tư xâm liệt chân luyện, củ sát quỷ thần tung tích lập kiến cấp cấp như luật lệnh. Tiếng đọc chú của Tư Hổ vừa dứt thì ngay lập tức năm lá bùa bừng cháy dữ dội. Những ánh sáng cũng bắt đầu lan rộng ra, kết hợp với năm đồng xu tạo thành một ngục lửa. Con quỷ lúc này gào thét dữ dội hơn. Biết khó lòng mà thoát ra khỏi hỏa ngục, nó liền vung tay đánh mạnh với bức tường lửa đang bao vây. Vừa chạm vào nó liền rú lên đau đớn. Hai cánh tay bị lửa đốt cháy, chảy ra chất dịch đen ngòm hơi tanh. Lúc này Tư Hổ dựa vào ánh sáng từ hỏa ngục phát ra, anh thấy vô số những vong hồn đang lao nhanh về phía mình. Tình thế nguy cấp, nếu mà anh cứ giữ kết ấn duy trì hỏa ngục thì sẽ không thể nào đánh được. Mà càng cố gắng giữ vững thì sớm muộn gì anh cũng bị những vong hồn kia đả thương. Nghĩ vậy anh liền buông tay, bắt kiếm ấn, vẽ các chữ. Càn khuyên hanh lợi trinh, theo hán tự, rồi chân đạp lên, ngón chân cái búng ấn, đồng thời miệng thì niệm chú. Thiên địa huyền tông vạn khí bổn căn, nghiễm tù hạo kiếp, chứng ngô thần thông, ngọc đế đồng nghênh dịch sử lôi linh, yêu quái tàng đảm quỷ thần trí hình, lôi thần ẩn danh đông tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng cấp cấp luật lệnh. Lập tức đám vong kia ngồi im re, không dám hó hé. Từ lúc Tư Hổ đổi ấn quyết thì con quỷ nhân cơ hội hỏa ngục đang giảm uy lực mà thoát ra. Nó lao nhanh ra phía cửa chính định tẩu thoát, nhưng không ngờ rằng ỷ nương đã vào bên trong từ bao giờ. Cô đứng ngay cửa thấy con quỷ đang lao nhanh ra thì mới liền kết ấn pháp. Ngô phụng thiên pháp hạ trợ ngô thân tả ngô già dữ nữ, già nữ bất chính quỷ hòa thần cấp cấp như luật lệnh. Tiếng đọc chú của cô vừa dứt thì một quỷ nữ áo đỏ liền hiện ra, sau đó lao nhanh về phía quỷ nữ kia. Thấy vậy nó mới liền quay đầu định bỏ chạy, nhưng vừa quay lại thì đã bị thiên hồ của Tư Hổ xé tan hồn phách. Kể từ sau hôm đó thì Tư Hổ và ỷ nương ở lại tại căn nhà của lão Lý ngày xưa. Bà con trong làng từ dạo ấy cũng không còn sợ khi phải đi ngang qua căn nhà đó nữa. Và bộ truyện này chính thức kết thúc ở đây. Nói với lão Lý thì chúng ta thấy là kiểu lão Lý là một lão già biến thái có sở thích rất là hardcore, có nghĩa là nặng đô, kiểu BDSM, kiểu bạo dâm, kiểu thế. Và chúng ta thấy một cái câu xuyên suốt chúng ta thấy ở câu chuyện này chính là quả báo đến quá là muộn. Khi mà đã hiếp vợ của ông Hậu chết cách đây 20 năm rồi, hiếp mẹ rồi, hiếp đến con rồi, hiếp thêm mấy chục người nữa rồi mới bị quả báo. Sống đến 70 tuổi mới bị quả báo, thế thì tôi thấy cũng không quả báo lắm đâu. Và câu chuyện này thì đại khái là những cái tình tiết miêu tả rất là hay, nhưng mà về tổng thể câu chuyện, về cái cốt truyện, về cái cách dẫn dắt rất là hay nhá, nhưng mà về tổng thể về cốt truyện chúng ta vẫn thấy có một cái gì đấy nó chưa hòa hợp lắm. Như kiểu là Tư Hổ với ỷ nương có rất nhiều đất để diễn, nhưng mà cuối cùng là chỉ xuất hiện ở đoạn cuối phần ngoại truyện để giết con quỷ mà thôi. Có mỗi cái đoạn đấu pháp ở phần cuối thôi. Và bạn thấy câu chuyện này như nào? Đừng quên like và share video này và comment ở dưới về ý kiến của bạn nhé. Thêm vào đó là hãy subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Chân thành cảm ơn anh em.